Chào các bác. Đỉnh cao luôn về tầm giá. Đã có những lần tôi đã nói với các bác, đó là muốn to khỏe, rẻ thì chỉ có dòng Yamaha, dòng Technic và Onkyo. Và con Omni này nó nằm trong cái điều đó. Nằm trong điều đó, con Omni này tôi bán 3,2 triệu, giá vẫn ghi đây từ đợt trước. Nhưng hôm nay tôi quay thanh lý đến anh em 2.500.000 đồng anh em nhé. 2.500.000 đồng, nó có thể đáp ứng được yêu cầu rất nhiều của ba các bác. Đánh khỏe, đánh to, đánh rõ và đánh hay vào những đôi loa to như thế này. Đơn giản với con Omni này, loa bass 35, 40, thậm chí 40 với Omni này nó là chuyện nhỏ. Chuyện nhỏ luôn. Omni này thiết kế đánh hai đôi loa AB cộng B, có mã là A500. A500 anh em nha. Không thiếu một tính năng gì trên Omni. Hàng bãi zin tuyệt đối, thậm chí bụi tôi còn chưa lau. Nãy tôi mở nắp ra, tôi nhìn qua bên trong ra, tôi nghĩ con Omni này còn chưa lau bụi tại cửa tôi. Nó zin tuyệt đối luôn. Cái mặt tiền phải nói là đẹp xuất sắc. Xuất sắc một tí ti ở cái nước sơn là không đáng kể gì so với cái tổng thể anh em này. Anh em hãy nhìn mặt phanh nhôm này này. Nó không có một tí nào điểm chê về cái mặt của nó. Về cái điểm mặt chê, điểm mặt phanh nhôm. Đánh hai đôi loa cơ, AB cộng B. Đợt vừa rồi tôi bán hai con Omni A5, nó chỉ đánh một đôi thôi. Có một đôi thì con này được cửa A cộng B, mà tôi để giá 2.500.000 đồng, bằng giá những con kia. Các bác thấy sao? Lên cái đồ âm thanh này gặp thì lại được con ngon hơn một chút, ngon hơn một chút, còn khỏe thì ngang nhau thôi. Nhưng nó lại thêm được cái này, thêm được cái kia. Đó. 3.200.000 đồng, thanh lý 2.500.000 đồng. Zin tuyệt đối các bác nha. Góc cạnh đẹp, mặt tiền đẹp, không có điểm nào chê. Cái trên này xước sát tí ti là có, không tránh khỏi. Đó. Quay đằng sau rồi sẽ mời anh em xem nội thất. 130W cơ mà. Với một mẫu Omni 2 kênh hay còn gọi Omni Sitte, 100W là siêu khỏe rồi. Tôi đang ghép vào đôi loa Bass 35. Nó có thể nhẹ nhàng chơi vào đôi loa này. Số series 2523, 100V, 130W, sản xuất tại Nhật Bản. Loa A, loa B, trở kháng từ 6 ohm trở lên. Các đường vào âm thanh rất nhiều, các bác muốn cắm đường nào cũng được ạ. Tôi sẽ mở to để các bác có thể trải nghiệm rõ ràng âm thanh. 2.500.000 được một con Omni nó ngon như thế này, nó là điều mình không biết nói nào nữa. Nào lớn nào các bạn, bên trái, bên phải. Lâu ngày các bạn nó bẩn bẩn, mình phải đi vào lại ngon ngay các bạn nha. Bác. Mời các bác nghe một đoạn nhạc khác, nó mới thể hiện ra chất của sản phẩm. Nó đánh rầm rầm luôn con Omni này. Thế nó kinh khủng chưa? Với mấy con Yamaha nó dạng to khỏe là chuyện bình thường như thế này. Omni này chạy 4 con sò than các bác nha. 4 con sò than. Mời anh em xem luôn nội thất bên trong. Bác đợi vài giây. Đây. Nội thất nó quá đủ dùng rồi các bác ạ. Ở bên trong chỉ có một chút bụi thôi, bởi vì tôi còn chưa vệ sinh vào đâu. Vì là nó là hàng bãi zin tuyệt đối đến các bác luôn. Hai tụ lọc to và tản nhiệt. Tản nhiệt quá gấu luôn. Nguồn to, nguồn rất to anh em ạ. Nó chỉ có bụi bặm thôi. Đánh to, đánh khỏe vào đôi loa Bass 35 nhẹ nhàng nó luôn để các bác nghe nhạc. Với những đôi loa các bác đang nhìn thấy tôi đang ghép, nó chơi nhẹ nhàng luôn. Chơi đa thể loại nhạc. Giá bán thanh lý thì các bác cũng biết như thế nào. Vì để nó cũng lâu rồi. Vô mong chia đôi đường.
đường cuối. Khóc thật nhiều cho mỗi niềm thương đau, có nhau rồi rồi lại mất nhau. Vòng tay em vui với ai hay trong chốn này, xin tình tan vỡ. Mất em rồi anh biết tên nơi nào, hạnh phúc vẫn chia đôi đường. Đường em đi mấy cách xa con đường cuối. Anh em nhìn mặt dưới nhá. Đây, đây là mặt dưới này. Đẹp chưa? Nó là mê ly luôn. Bốn con sò than bám mặt dưới. Đó, sò than đây. Anh em nhìn qua khe này sẽ khó nhá. Đây, sò than, sò than của Saken. Con hợp ly này mua với giá 2.500.000 đồng. Nó quá hời, ít nhất là hời 1 triệu đồng các bác nha. Về chất âm, ít nhất tôi nói đơn giản nhất là 1 triệu chứ không cần nói 2-3 triệu. Xin cảm ơn anh em đã. Đây là nội thất của em nó sau khi đã lau chùi sạch sẽ các bác nha. Thổi bụi thôi. Hàng bãi zin tuyệt đối luôn. Chạy sò than, hai tủ lọc nguồn to và tản nhiệt gấu ông. Tản nhiệt nó làm điều này thì hiệu quả động rất tốt này. Vì nó làm mỏng, nó tản ra ác. Và khi chạy nó phải nóng. Đã là tản nhiệt nó phải chạy nóng. Nhiều bác cứ thấy nóng là sợ. Sợ khi các bác vặn to quá làm cháy thôi. Nhưng mà nó hoạt động nguyên lý là nó phải nóng. Sau khi vệ sinh sạch sẽ đẹp đẽ. 2.500.000 đồng thanh lý. 130W 2523 100V sản xuất tại Nhật, AB cộng B. Con này ngon hơn rất nhiều con A5 một nọ bán có 2.500.000 đồng mà chỉ có một loa A500. Nghĩa trong cùng tầm tiền thì giả sử có lúc này gặp con này, có lúc này gặp con kia, chuyện nó là như vậy. Mặt sau đẹp mê ly luôn. Xin cảm ơn, hẹn gặp lại.